Thông tin về triệu chứng hậu Covid-19 ở trẻ em, Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội cho biết, trẻ thường có biểu hiện gồm sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, tim đập nhanh, nổi ban đỏ hoặc sung huyết giác mạc. Trẻ có thể bị ảnh hưởng trí nhớ, khả năng tập trung tư tưởng và rối loạn giấc ngủ. Trẻ cũng có thể rối loạn tiêu hóa như nôn, đau bụng, tiêu chảy, có thể gặp dấu hiệu sốc, rối loạn đông máu, tổn thương thận cấp. Nếu trẻ được chẩn đoán sớm, phát hiện sớm và điều trị đúng, kịp thời, thì diễn tiến thường thuận lợi, trẻ phục hồi tốt. Chuyên gia nhi khoa khuyên cáo với trẻ đã từng mắc Covid-19 hoặc nghi ngờ, có nhiều trẻ mắc Covid-19 nhưng không được phát hiện. Các gia đình không được chủ quan. Sau khi trẻ âm tính 2-6 tuần, nếu có biểu hiện như trên, cần cho trẻ đi khám điều trị sớm. Hiện nay, chúng ta đã có những đơn vị thăm khám hậu Covid-19. Người bệnh sau nhiễm Covid-19 vài tuần, vài tháng, khi xuất hiện những triệu chứng bất thường thì cần đi khám để chẩn đoán điều trị. Riêng với trẻ em, hậu Covid-19 có thể xuất hiện hội chứng viêm đa hệ thống, tổn thương tim, phổi, thận, mạch máu. Vì vậy, khi trẻ xuất hiện những tình trạng như đỏ da, khó thở, mệt mỏi thì phải đưa trẻ đi khám xem có mắc hội chứng viêm đa hệ thống hay không. Bên cạnh đó, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa qua đã ghi nhận những trẻ đến khám hậu Covid-19. Dễ gặp là những em bé đã khỏi bệnh nhưng tình trạng ho vẫn dai dẳng. Trong đó có bệnh nhi nhập viện trong tình trạng khó thở, sốt cao liên tục, sốt rét, run, ho, chảy nước mũi, nôn, mắt phù nề, viêm kết mạc. Gần 2 tháng sau khi khỏi Covid-19, trẻ sốt cao trên 39 độ kèm co giật. Qua thăm khám, trẻ được chẩn đoán mắc hội chứng viêm đa hệ thống, MIS-C. Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ, hiện tại, hậu Covid-19 vẫn là vấn đề còn mới và cần nghiên cứu thêm. Do đó, có thể còn nhiều thay đổi về các triệu chứng, cách theo dõi, phác đồ điều trị bệnh trong thời gian tới. Theo khuyên cáo của Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, hiện tỷ lệ mắc Covid-19 ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Do đó, cách tốt nhất để ngăn ngừa hội chứng hậu Covid-19 là tiêm vaccine phòng bệnh, ngăn ngừa nhiễm bệnh. Trong thời gian tới, tiêm vaccine vẫn là khuyên cáo hàng đầu. Chúng ta tập trung cho nhóm nguy cơ và nhóm yếu thế, đặc biệt là trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng. Nếu trẻ được tiêm chủng đầy đủ thì các biến chứng của bệnh sẽ giảm đi. Đồng thời, tiếp tục tuân thủ 5K, khuyến khích trẻ hoạt động thể chất hợp lý và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Hiện nay, việc lây nhiễm biến thể chủng Omicron nhiều hơn ở trẻ em, đặc biệt chưa tiêm chủng. Vì vậy, tiêm chủng cho trẻ nhỏ giúp hạn chế lây nhiễm và giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, nhất là người già có bệnh nền. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, hậu Covid-19 là sau khi khỏi bệnh Covid-19, triệu chứng của người nhiễm Covid-19 có thể kéo dài hoặc xuất hiện những triệu chứng mới. Căn nguyên của vấn đề này có thể liên quan đến virus, độc tố của virus cũng như tình trạng virus còn tồn tại ở trong cơ thể. Ngoài ra, còn do chu trình hóa học bị ảnh hưởng do biểu hiện của vấn đề đáp ứng miễn dịch. Cha mẹ cần cho trẻ tiêm phòng ngay khi được phép của chính phủ, Bộ Y tế, thực hiện 5K đầy đủ, tăng cường sức đề kháng cho trẻ như bổ sung dinh dưỡng, tập luyện thể chất, tránh thừa cân, béo phì, kiểm soát tốt các bệnh mãn tính, tránh để trẻ bị nhiễm lạnh, đảm bảo thông khí tốt trong môi trường sống, học tập.